Được biết đến là một phụ nữ thành công trong sự nghiệp, Hoa hậu Thu Hoài còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với tình yêu cùng bạn trai kém tuổi. Trong dịp 8 tháng 3, người đẹp đã chia sẻ về người bạn trai điển trai này. Người ta nói có phần không cần thì có phần không cần gì lo. Không biết là đúng không, nhưng mà Hoài thấy là Hoài chẳng có cất công gì tìm kiếm cả. Đang rất là phơi phới mà đang rất là thoải mái khi mà được là một mình. Vì thời gian có gia đình cũng suốt mấy 20 năm rất là dài. Nhưng mà tình cờ thì anh đến nhà hàng của Thu Hoài. Và Thu Hoài, anh để ý và kiếm chuyện nói chuyện và Thu Hoài quen. Thì Thu Hoài không biết cái này có gọi là có phần không cần gì lo không. Tại vì Thu Hoài gặp được anh là một người đàn ông rất là tốt, đàng hoàng và trung thủy. Là một người đàn ông của gia đình. Anh đặt nền tảng gia đình là quan trọng hơn hết. Cái việc nuôi dạy con cái là hàng đầu. Sau đó thì mới tới sự nghiệp. Hoài thấy là nó cũng rất là vượt khớp với Hoài, tại vì sự nghiệp của Thu Hoài cũng quan trọng không kém. Lý do là sau lưng Thu Hoài thì chẳng có cây tùng cây bách nào cả, cho nên Thu Hoài nghĩ rằng là cái sự nghiệp mình phải vững thì mình mới có thể chăm sóc tốt được cho gia đình của mình. Nhưng nếu có anh để lo cho cái gia đình vững chắc á, thì Hoài nghĩ mình là người may mắn vì anh đã lấp vào trong một cái khiếm khuyết của Thu Hoài hiện giờ đang vấp phải. Cái chuyện đó là chuyện của đàn ông lo. Của đàn ông lo, còn đàn bà chỉ có ngồi chờ đợi gật đầu hay là lắc đầu thôi. Thì Thu Hoài nghĩ rằng là không biết trước nó như thế nào, nhưng mà có là điều tốt. Còn nếu như giữ vững được như vậy thì cũng là điều tốt. Vì đối với Thu Hoài hiện giờ là cái cảm xúc và cái trách nhiệm hiện giờ giữa hai đứa đối với nhau như thế nào, chứ không phải là cái chuyện mình khoác lên cái áo cưới hay là mình bày một cái tiệc gì đó ra. Và Thu Hoài nghĩ là anh cũng đã hiểu được như vậy. Khi mà con người ta có tình yêu thì con người ta sẽ vui vẻ hơn, sẽ có động lực hơn, Thu Hoài nghĩ như vậy. Vì bản thân Thu Hoài cũng từ khi quen anh thì Thu Hoài cũng cảm thấy là mình năng động hơn, mình về nhà cảm thấy nó vui hơn. Và nhất là những cái ngày lễ, ngày cuối tuần, mình cũng có được cái gia đình nó đầm ấm hạnh phúc. Chứ nếu mà mình nói mình là một người phụ nữ mạnh mẽ, mình không cần ai thì cũng đúng, tại vì không có ai thì mình cũng có chết đâu, mình cũng làm tốt sống tốt. Nhưng mà mình làm tốt sống tốt nó trong một cái phạm vi là cái trách nhiệm của mình làm thôi. Chứ đôi khi thì mình lễ Tết mình dẫn con đi, hay là thấy gia đình người ta những cái ngày lễ đoàn viên gì đó thì cũng chạnh lòng lắm chứ không phải không. Cho nên Thu Hoài cảm thấy là mình rất là may mắn, đến bây giờ thì nó vừa đúng cái thời gian, vừa đúng với cái mọi thứ để mà mình được có những cái hiện tại mình mong muốn. Thu Hoài cũng mong muốn những cái chị em có những cái hoàn cảnh giống như Thu Hoài như vậy nè, được gặp may mắn cũng giống như Thu Hoài hiện giờ.